Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 17 trang 122. 124. Chính tả mùa đông trên rẻo cao. Bài tập số 1. Điền vào chỗ trống. A. Tiếng có âm đầu L hoặc N. Cồng chiêng là một nhạc cụ đúc bằng đồng, thường dùng trong hội dân gian Việt Nam. Cồng chiêng tiếng nhất là ở Hòa Bình và Tây Nguyên. Như vậy, ở bài tập số 1 này ở câu A, các em sẽ điền vào những cái chỗ trống ở đây những tiếng có âm đầu là L hoặc N. Như vậy thì để điền được dễ dàng thì các em chú ý là nghĩa của những cái từ đứng trước hoặc là ở phía sau chỗ trống này. Để cho các em dễ hình dung và các em sẽ dễ dàng tìm được từ điền vào thích hợp hơn. Ở đây đầu tiên cồng chiêng là một nhạc cụ thì cái tiếng ở đây nó sẽ bắt đầu bằng âm L hoặc là N thì là một nhạc cụ là một loại nhạc cụ. Như vậy tiếng loại ở đây sẽ bắt đầu bằng L. Như vậy các em sẽ điền ở đây là tiếng loại là một loại nhạc cụ đúc bằng đồng, thường dùng trong hội dân gian Việt Nam thì thường được dùng trong lễ hội dân gian Việt Nam thì lễ tiếng lễ ở đây bắt đầu bằng L. Rồi tiếp theo cồng chiêng tiếng nhất là ở Hòa Bình. Như vậy cồng chiêng nổi tiếng nhất là ở Hòa Bình và Tây Nguyên. Rồi tiếp theo câu B là tiếng có vần ất hoặc ất. Thì ở câu B này các em sẽ điền vào những cái chỗ trống ở đây là tiếng có vần ít hoặc là ất. Khúc nhạc đưa mọi người vào ngủ yên lành. Như vậy ở đây các em sẽ điền là tiếng giấc ngủ yên lành. Khúc nhạc đưa mọi người vào giấc ngủ yên lành. Âm thanh cồng chiêng trang nghiêm và linh thiêng như tiếng trời. Như vậy tiếng ở đây sẽ có vần ất đó là đất trời. Trang nghiêm và linh thiêng như tiếng đất trời, làm mọi người tạm quên đi những lo toan vã đời thường. Như vậy các em sẽ điền ở đây là những lo toan vất vả đời thường. Vất vả đời thường, các em sẽ điền là phần ất vất vả đời thường. Rồi tiếp theo là bài tập số 2. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau. Như vậy thì các em sẽ điền ở đây, các em sẽ chọn cái chữ đúng chính tả để điền vào những cái chỗ trống này. Những cái chỗ trống ở đây. Rồi, ở đây chàng hiệp sĩ gỗ đang ôm mộng. Như vậy ở đây giấc mộng thì sẽ đúng chính tả đó là sẽ là giấc mộng. Như vậy các em sẽ chọn là giấc. Ở cờ ất giấc mộng. Giấc mộng làm người. Như vậy ở đây các em sẽ điền là tiếng làm. Chàng hiệp sĩ gỗ đang ôm giấc mộng làm người, bỗng thấy xuất hiện một bà già. Như vậy, xuất hiện ở đây các em sẽ điền là xuất.
xuất hiện một bà già. Bà ta cầm cái quạt. Bà ta cầm cái quạt giấy che. Che nửa mặt. Các em sẽ tiền là nửa mặt. Rồi, lấc láo đảo mắt nhìn quanh. Lấc láo ở đây các em sẽ điền là lấc láo. Lấc láo đảo mắt nhìn quanh. Rồi, cất tiếng khàn khàn hỏi. Cất tiếng ở đây các em sẽ điền là vần ít. Cất tiếng. Cất tiếng khàn khàn hỏi. Còn ai thức không đấy? Có tôi đây, chàng hiệp sĩ lên tiếng. Chàng hiệp sĩ lên tiếng. Rồi tiếp theo, thế là bà già nhấc chàng ra khỏi cái đinh sắt. Nhấc lên thì ở đây nhấc chàng ra thì nhấc lên. Ở đây các em sẽ là điền là nhấc vần vần ấp. Nhấc chàng ra khỏi cái đinh sắt, cầm chiếc quạt phẩy nhẹ ba cái. Tức thì hai con mắt của chàng bắt đầu đảo qua đảo lại. Môi chàng mấp máy, chân tay của quậy. Bà già đặt chàng xuống đất. Như vậy các em sẽ điền ở đây là xuống đất chứ không phải là xuống đất. Xuống đất. Chàng đảo trên đôi chân run rẩy thì chàng sẽ lảo đảo trên đôi chân run rẩy rồi rùng mình thở một tiếng thật dài. Thật các em sẽ điền vần ở tờ ớt là thật dài. Biến thành một người bằng xương bằng thịt. Bà già nắm tay chàng hiệp sĩ dắt đi theo. Như vậy ở đây các em sẽ điền là nắm tay. Nắm tay chàng hiệp sĩ dắt đi theo. Như vậy các em sẽ điền hoàn chỉnh như sau. Chàng hiệp sĩ gỗ đang ôm giấc mộng làm người, bỗng thấy xuất hiện một bà già. Bà ta cầm cái quạt giấy che nửa mặt, lấc láo đảo mắt nhìn quanh, rồi cất tiếng khàn khàn hỏi. Còn ai thức không đấy? Có tôi đây, chàng hiệp sĩ lên tiếng. Thế là bà già nhấc chàng ra khỏi cái đinh sắt, cầm chiếc quạt phe phẩy nhẹ, quạt phẩy nhẹ ba cái. Tức thì hai con mắt của chàng bắt đầu đảo qua đảo lại, môi chàng mấp máy, chân tay của quậy. Bà già đặt chàng xuống đất. Chàng lảo đảo trên đôi chân run rẩy rồi rùng mình thở một tiếng thật dài. Biến thành một người bằng xương bằng thịt. Bà già nắm tay chàng hiệp sĩ dắt đi theo. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.